Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là TF. Thì hôm nay lại chiều theo cái nguyện vọng của anh em. Đó chính là hôm nay thì cái nhiệm vụ Arcane mùa 2 Jinx sửa mọi thứ hồi 2 thì nó đã chính thức ra mắt rồi anh em ạ. Đấy, cho nên là hôm nay mình sẽ vào review cũng như là hướng dẫn cho anh em cách làm cái nhiệm vụ hồi 2 này cực kỳ đơn giản nha. Ok, rồi, giờ thì chắc là không linh tinh lan man, mình sẽ vào luôn nhé. Vào luôn cái hồi 2 này. Đấy, chơi luôn nha anh em. Đấy. Thì hồi 3 thì đến ngày 26 tháng 11 thì mới ra nha anh em nhé. Đấy, làm xong hồi 3 thì là anh em sẽ được cái skin, đó chính là con Singed again. Đấy, vĩnh viễn luôn anh em ạ. Đó, quá là ngon luôn. Rồi, giờ thì vào luôn thôi. Đó. Ok. Nghe qua một chút về cái họ hướng dẫn thôi. Đó. Nói chung là cái hồi 2 này mình thấy khá là đơn giản, cũng không khó lắm anh em ạ. Đó. Và anh em lưu ý nhé, trước khi chơi là anh em nào mà chưa xem cái video hướng dẫn hồi 1 thì có thể xem lại nhá. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn cái phần cài đặt cho anh em. Đấy, ESC này, rồi cài đặt này. Ở cái phần đồ họa thì anh em nhớ là chỉnh cái góc nhìn về 75 này, độ nhạy camera thì về 10 hoặc 11 nhé anh em nhé. Đấy, như thế thì nó sẽ dễ hơn, chơi nó không bị kiểu giật lag ấy. Đấy, mới cả nhớ là tắt UDK đi nhá. Tắt UDK đi thì nó mới không bị lỗi. Đó. Ok. Ở đây thì anh em sẽ phải nhìn này, làm thế nào để anh em cho cái ba cái dòng nước này nó lên đúng cái vạch này cùng một lúc nhá. Đó. Thì cái bình to này sẽ đầu tiên này, xong tiếp theo là đến cái bình vừa và cuối cùng là bình nhỏ nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, cái tầm này này, bắt đầu cho cái này lên này. Rồi, bắt đầu cho cái này nhá anh em nhá. Đó. Cùng một loạt. Đó, như này là xong anh em ơi. Đấy. Không biết làm sao đủ cái mực nước như này là mở được khóa nhá. Đấy, mở đèn xong rồi thì mình sẽ sang bên đây. Đó. Ok. Bây giờ họ sẽ bắt mình phải đi kiếm phụ kiện anh em ạ. Đó. Ok. Rồi. Tiếp đi. Bây giờ mình sẽ đi vào đây kiếm đồ xem nào. Có cái gì không ta? Đây, có cái chìa khóa nha anh em nhá. Đó. Thì cái chìa khóa nó ở dưới góc bàn này. Thì anh em sẽ lấy cái chìa khóa. Ok. Rồi. Có chìa khóa rồi thì mình sẽ đi xuống dưới cái hầm này. Ok. Chìa khóa là mở cái cửa này cho anh em nhé. Đó. Rồi. Bây giờ sẽ xuống dưới cái hầm này và sửa nốt một cái phụ kiện nữa cơ. Đấy. Đây, mình sẽ đi vào cho anh em xem luôn. Cái này thì không tua được anh em ạ, nên là bắt buộc phải vào thôi. Đây, ở đây có một cái cục này. Đấy. Bây giờ sẽ phải rút được cái chốt này ra anh em nhé. Đấy. Yêu cầu là phải rút được cái chốt này ra. Thì để mà rút được cái chốt này anh em sẽ phải xoay các cái góc để anh em lấy nhé. Đây này, anh em giữ chuột phải này. Đấy, anh em có thể xoay linh tinh được. Và anh em có thể zoom lên nhé. Zoom lên, đấy, zoom lên để anh em lấy đồ. Đấy, ví dụ như cái này thì mình sẽ rút cái này này. Đấy, cái to này trước nha anh em nhé. Đấy. Cái ốc này đây. Rồi. Ok. Rồi. Cái góc này. Góc này zoom lên hơi khó nhỉ. Đó, mình phải zoom lên đúng cái góc thì mình mới rút được ra anh em ạ. Đây. Đây. Quên mất anh em ạ. Đó. Rút được cái này ra rồi này. Bây giờ nó sẽ có một cái góc ở bên dưới. Rút ra thì mới đây. Giờ lấy được cái chốt này ra này. Xoay cái này à. Đây đúng không ta? Rồi ok. Đây, cái chốt của nó đây nhá anh em nhé. Có nghĩa là phải tháo lần lượt các cái bộ phận ra thì mới lấy được cái chốt này này. Đấy. Rồi, đây, ok, lấy được cái chốt nha anh em nhé. Đấy, cứ tuần tự theo từng lượt một thôi. Mình mới làm có một lần cho nên là cái đấy mình cũng không gọi là thạo hết. Nhưng mà anh em cứ đi lần lượt là từ tháo từ cái to đến cái nhỏ. Đấy, rút hết các cái chốt ra thì là lấy được cái phụ kiện đấy là xong. Đó, rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái bảng điều khiển đấy. Ok, rồi. Đây. Ok. Rồi, vào cái bảng điều khiển này nhá. Bây giờ mình sẽ bị thiếu mất mấy cái chốt của cái cần gạt này. giờ sẽ phải đi lấy nốt anh em nhé. Đó, okay. Cái này không tua được nên bắt buộc anh em phải đọc hết nhé anh em nhé. Đó, rồi. Bây giờ sẽ đi lên cầu thang này. Ok. Đó, đây. Mấy cái chốt ở đây nha anh em nhé. Đó. Lấy mấy cái chốt này ra thôi. Xong lại lắp vào cái máy kia là xong. Ok. Đó. Rồi. Xong. Ok. Đó. Lại quay lại cái máy kia thôi anh em ơi. Lắp cái đĩa vào là xong anh em ạ. Đó. Rồi. Ok. Đấy, lắp đĩa vào là set xong hồi 2 nhé anh em nhé. Đó. Nói chung là khá đơn giản đúng không? Chỉ có là cái lần đầu tiên làm là sẽ khó khăn nhất anh em ạ. Như mình ấy, làm lần đầu tiên thì khó thật. Đó, rút được cái chốt xong rồi bắt đầu đi tìm được cái mã. Đấy. Nhìn mãi ra mới ra được cái mã anh em ạ. Đó. Đấy, vậy là xong hồi 2 nhé anh em nhé. Hồi 3 thì sẽ là vào ngày 26 nha anh em nhé. Đó, hồi 2 đã xong rồi này. Hồi 3 là sẽ vào ngày 26. Thì ngày 26 mình sẽ lại hướng dẫn tiếp cho anh em về hồi 3. Đấy, cho nên là anh em nào mà chưa like với đăng ký kênh thì nhớ là ủng hộ mình nha. Ok. Và tiếp theo nữa thì là một số anh em đang hỏi mình là về cái sự kiện nhận quà trên Twitch. Thì đây, anh em vào trang twitch.tv thôi. Và sau đó thì anh em nhớ là tạo một cái tài khoản Twitch nhé. Đó, tạo tài khoản Twitch xong thì anh em nhớ là vào phần cài đặt này và vào phần kết nối, sau đó là kết nối với cái tài khoản Riot game của anh em. Đó, như thế này vào đây xong rồi anh em ấn chữ kết nối Riot game. Đấy, đăng nhập tài khoản Riot các thứ vào là xong. Đó, rồi sau đó thì anh em sẽ vào cái phần đó chính là quà tặng và phần thưởng. Thì anh em xem ở phần tất cả các chiến dịch này là anh em sẽ xem các cái phần gói quà để anh em nhận thưởng. Đây, như mình thì mình đã nhận được các cái biểu cảm này. Tổng cộng là có 2 cái biểu cảm của một TFT với cả bên Liên Minh Huyền Thoại. Đâu là có V Player Card, Jinx Player Card. Với cái này thì là bên Valorant nhé anh em nhé. Đó, nói chung là rất là ngon. Toàn quà tặng free thôi. Thì anh em nào mà chưa biết thì có thể vào đây nhận quà nhé. Đây, Naraka Playboy này. Đấy, anh em cũng được nhận đồ miễn phí. Anh em chỉ được vào xem trực tiếp tham gia chiến dịch này, bao gồm các cái kênh này này. Anh em ấn vào là xong. Đó, xem 2 giờ để nhận đề 500 này, xem 4 giờ này. Đấy, anh em chỉ treo tab thôi, không cần thiết phải chơi đâu. Đó, thì đây họ cũng ghi rõ các cái phần thưởng về khoảng thời gian từ bao giờ đến bao giờ. Đấy, thì anh em nào chưa biết thì nhớ là vào đây xem để nhận quà nhé. Đó, nói chung là khá là ngon. Đây, Liên Minh Huyền Thoại đây, có cái biểu cảm effort các thứ này. Vào xem một kênh trực tiếp tham gia chiến dịch. Đó, xem xong là anh em sẽ vào cái phần mục phần thưởng, quà tặng và phần thưởng để nhận quà nhé. Đó, khá là đơn giản. Đây, ok đây, các thứ đây, team fight tactics đây. Đó, nói chung là dễ lắm anh em ạ. Đó, và rất là nhiều tựa game. Thì những ai mà chơi nhiều game thì mình nghĩ là cái phần quà miễn phí này là quá ngon. Đó, LCD Park này cũng có luôn này. Đấy, quà free này. Chỉ việc vào treo đây 15 phút, 30 phút các thứ là anh em cũng được thêm đống quà rồi. Ồ, quà tặng free tội gì không chơi anh em ơi. Đấy, rất là nhiều tựa game hot nha. Ok. Và chắc có lẽ là cái video này cũng khá dài mọi người. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe cái YouTube và đừng quên là ấn cái chuông để luôn nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye mọi người.